Cậu bé này đi cậu bóng có bóng đi nữa hả? Con đi với ai? Con đi với cha mẹ. Con đi với ai? Đi cha mẹ. Ờ, hồi đó giờ coi bóng có bóng chưa? Chưa. Chưa rồi. Chưa hả? À? Bữa nay tới 9 rưỡi bắn nè. Dạ con. Dạ. Rồi, chào ông giả ơi. Chào ông giả ơi. Chào các bạn. Rồi, hôm nay được gặp mấy bạn trẻ này đang đi đi từ đến một lò tao còn không đến một cuốn sinh ạ. Cuốn sinh Bạc Liêu đến bên Vĩnh Thuận để mà coi bắn pháo hoa. Ồ, được thêm mấy người đăng ký nữa đó nha. Vô. Chụp tấm hình đây nè. Đây là tiếp tiếp người bắn nha. Rồi, chúc mấy đứa chơi vui vẻ nha. Nhà quá trời đông rồi. Kinh tư không? Kinh tư không? Vui không? Vui không? Vui bắn vui vậy? Rồi, nguyên nhà mấy anh bảo vệ quá khủng khiếp. Lòng bảy. Dòng người đang đổ về chỗ nhà chân khóa để mà bắn pháo khoảng một tiếng đồng hồ nữa nghe các bạn. Bây giờ đông khán giả không biết ai đăng ký kênh đâu mà chứ khán giả đông dữ lắm. Mấy năm nay à? Mấy em rồi dạch. Trời em gái miền Tây đi chơi bóng pháo hoa đẹp quá trời cho Tết nè. Cái này còn bóng bông Văn Thọ nữa các bạn ơi. Chắc cái này rẻ dữ lắm rồi. Dạ vâng, thật sự rất là vui và rất là xúc động trước những tình cảm và những tràng vỗ tay mà quý vị dành tặng cho Huy trong buổi tối ngày hôm nay. Và nhân dịp xuân về, Huy cũng không quên là xin kính gửi lời chúc đến quý đại biểu, quý bà con ở Vĩnh Thuận mình có một mùa xuân mới, hưởng một mùa xuân mới an khang, an lành, thịnh vượng, vạn sự như ý. Và đặc biệt là bà con mình làm ăn phát tài nhé. Càng 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 cà
Ủa sao vậy anh? Sao làm cái này mà không cho vô cho tham quan vòng vòng chơi vậy anh? Tại đông quá giờ sơ bức chật. Ờ đang ngồi cho vô hả? À? Ngồi vô không? 11 giờ mới vô. Trời ơi, bắn bông rồi vô làm gì nữa? Về luôn. Dặn rồi. Giờ